nằm bên sườn tây của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Lai Châu, vùng đất của những đỉnh núi cao và đẹp, không chỉ ở Việt Nam mà còn nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á, như Phan Xi Păng, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, Putaleng, Fusilung. Nơi đây có một trong tứ đại đỉnh đèo Ôn Ký Hồ, cung đèo dài nhất Việt Nam, nằm ở độ cao gần 2.000m, bao quanh núi non trùng điệp, có cánh đồng Mường Than được lưu truyền trong dân gian, nhất thanh, nhì lò, tam than, tứ tấc, là điểm đầu đón dòng sông Đà chảy vào đất Việt. Cao nguyên Sìn Hồ với đa dạng các loại dược liệu quý, Lai Châu là quê hương của 20 dân tộc với những nét văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống đoàn kết, yêu nước và anh hùng. Không chỉ thế, Lai Châu còn được ví như một viên ngọc xanh nơi ven trời Tây Bắc bởi sở hữu nhiều lợi thế tiềm năng có giá trị về mọi mặt và đang trở thành một điểm đến thu hút của các nhà đầu tư. Đến thăm và làm việc với tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có những định hướng lớn cho Lai Châu phát triển. Lai Châu giáp với các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng, có diện tích lớn thứ 10 trong cả nước, gồm có 8 đơn vị hành chính với dân số trên 470.000 người. Lai Châu có 265,165 km đường biên giới, có cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và nhiều lối mở kết nối với thị trường tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nơi có trên 48 triệu dân. Hệ thống hạ tầng giao thông nối các điểm du lịch lớn như Sapa, di tích lịch sử Điện Biên Phủ, khu du lịch ruộng bậc thang Mù Cang Chải Yên Bái, thuận lợi kết nối với thủ đô Hà Nội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã ghi nhận nhiều kết quả có tính kế thừa từ những nhiệm kỳ trước. Có thể kể đến như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,55% trên một năm, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tăng 5,8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chất lượng tăng trưởng bền vững, đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như 7.500 hectare chè, 13.000 hectare cao su, trên 5.000 hectare mắc-ca. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,75% một năm, văn hóa xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính được tăng cường là cơ sở để Lai Châu xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế xã hội đạt mức trung bình của cả nước. Trên cơ sở đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã xác định tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, phát triển rừng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch và kinh tế biên mậu. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và định hướng phát triển hai vùng kinh tế động lực, đó là trục quốc lộ đấu nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và vùng kinh tế sinh thái sông Đà. Là Lai Châu có một cái diện tích đất mà đang chờ chuyển đổi sang để phát triển nông nghiệp là 240.000 hecta, và trong đó có khoảng 20.000 hecta là chuyển sang những cái cây trồng có giá trị cao hơn. Ngoài những cái lĩnh vực đó thì chúng ta phải thấy rằng là Lai Châu có chè, có gạo đang rất là tốt, và phải nói là những cái đặc sản có giá trị rất là cao trên thị trường. Những năm vừa qua, tỉnh Lai Châu đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Trên địa bàn tỉnh có 7 tuyến quốc lộ chạy qua với tổng chiều dài hơn 515 km. Tuyến đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với thành phố Lai Châu đã được triển khai xây dựng. Đặc biệt, theo kế hoạch, dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên dự kiến được khởi công trong năm 2022
sẽ tạo đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Song song với đó, những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thu hút các nguồn đầu tư trong nước và quốc tế. Phải nói là đội ngũ cán bộ Lai Châu, con người Lai Châu rất quý trọng cái công việc phát triển và sự đầu tư của các doanh nghiệp vào Lai Châu. Một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức rất tận tâm, tận lực và rất mong muốn với sự đổi mới của nông nghiệp Lai Châu trong giai đoạn tới. Được thiên nhiên ưu đãi, Lai Châu không chỉ có khí hậu ôn hòa mà còn có thổ nhưỡng phong phú, địa hình đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh nông, lâm nghiệp, thủy sản. Bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 14, nhất là các cái chương trình trọng điểm. Từ đó thì các cái cơ quan ban ngành đã lên một cái danh mục gồm có 116 cái dự án để gửi tới các cái quý nhà đầu tư để quan tâm xem xét. Và có thể kể đến như là một là các dự án nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn để tạo ra các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm đặc sản gắn với chuỗi giá trị. Hai, các dự án nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch lòng hồ thủy điện và du lịch bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc. Ba là các dự án công nghiệp chế biến sâu về nông lâm nghiệp và đặc biệt là các cái dự án mà có liên quan đến thương mại dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu. Với diện tích đất nông lâm nghiệp là gần 635.000 hecta, chiếm gần 70% diện tích tự nhiên của tỉnh. Bên cạnh đó, Lai Châu đã có 108 sản phẩm OCOP được công nhận, mang lại những tín hiệu tích cực, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chúng tôi muốn nhằm quảng bá những cái mặt hàng của địa phương cho được đi về rộng ra các tỉnh thành phố lớn khắp trên cả nước, sau đó xuất khẩu nước ngoài. Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nhiều chính sách được ban hành để thu hút đầu tư, tập trung các ngành hàng ưu tiên, các sản phẩm chủ lực của tỉnh như trồng chế biến mắc ca, rau, hoa, củ quả, chè, đặc biệt là chè cổ thụ, lúa hàng hóa đặc sản chất lượng, chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá nước lạnh và thủy sản lọc hồ, phát triển kinh tế dưới tán rừng như nuôi ong, trồng dược liệu, nhất là sâm Lai Châu. We saw that there was great potential and opportunity for agriculture investment in Lai Châu province, particularly in Tan Nguyen district, where we saw two parcels of land, total of about 300 hectares, which we would be looking to develop into a pig farming and feeding complex. It would be a breeding farm, so we would be able to supply piglets to not only the local community around the northwest of Vietnam, but also export that product into China. We also looked at the Huai Quang Reservoir, where we'd be looking at establishing a fish farming aquaculture project with processing and a number of different species operating there. We see two projects there having great potential and affording us great opportunity to look at developing our business in the northwest of Vietnam, particularly in Lai Châu province. Với địa hình có độ cao từ 200 đến 3.100 mét so với mực nước biển, không chỉ sở hữu nhiều ngọn núi cao hùng vĩ, mê hoặc khách ưa mạo hiểm, nơi đây còn có hệ thống hang động nguyên sơ, đẹp nổi tiếng như động Pu Sam Cáp, động Tiên Sơn. Có con đường đá cổ Pa Vi huyền thoại, có cao nguyên Sìn Hồ nằm ở độ cao 1.500 mét, phù hợp để phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái gắn với trồng và khai thác dược liệu quý. Có đỉnh Phú Đao từng được bình chọn là điểm ngắm bình minh đẹp nhất Đông Nam Á. Cộng đồng dân cư đậm đà bản sắc văn hóa, những bản du lịch hấp dẫn du khách như Xin Suối Hồ, Xì Thâu Trải,
Lao Chải, Vàng Pheo với ẩm thực đặc sắc mà du khách không thể nào quên. Trải nghiệm các tour du lịch mạo hiểm, leo núi, dù lượn. Những điều tuyệt vời ấy chính là thế mạnh để Lai Châu trở thành điểm du lịch mới đầy thu hút tại khu vực miền Bắc. Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng là lợi thế để phát triển kinh tế biên mậu, phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics, thu hút các nguồn lực đầu tư, trở thành điểm kết nối quan trọng của nông sản Việt Nam với thị trường lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. Lai Châu có tiềm năng lớn để phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông sản có nguồn khoáng sản dồi dào với nhiều kim loại quý như vàng, đồng, chì, sắt và nhiều mỏ đá vôi để phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó phải kể đến các mỏ đất hiếm tại khu vực Đông Bao và Nậm Xe với trữ lượng khoảng 21 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á. Đây là lợi thế thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ hiện đại để khai thác chế biến gắn với bảo vệ môi trường. Mạng lưới sông suối dày đặc, dòng chảy lớn, độ dốc cao, nhiều khu vực có gió đặc trưng của tiểu vùng khí hậu. Các vùng đất trống với lượng bức xạ mặt trời cao có thể phát triển thủy điện, điện gió, điện mặt trời. Đây cũng là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư của tỉnh, hấp dẫn các nhà đầu tư. Cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư là đồng hành cùng với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tạo môi trường bình đẳng, lành mạnh, tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là các thủ tục nội bộ để giảm thời gian chi phí tuân thủ cũng như là chi phí gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm của các cơ quan trung ương cùng sự quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, đặc biệt là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tỉnh Lai Châu đã sẵn sàng chuyển mình, phát huy những lợi thế, thích nghi tình hình mới, đổi mới, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp với phương châm hợp tác cùng phát triển, vượt qua dịch bệnh, hướng tới tương lai.